bình mà chỉ tìm được. Này hãy cứ chỉ propon ở rốt cái tụng nếp âm mô rơi xe xe robot ảm rích đã lục cho Biden bàn xâm ra chất đòi tạo khó hóa trở tại bởi chún ai bởi tế Ukraine ở bàn lương tam đại ách phương tự bán đảm bởi tục tôn cho môn đề cao vì bởi hà phí xâm nạc bởi tế Rússi. Propon ở rốt cái tụng nếp này hãy trở bàn kê đơn thái chi ở vây đài Ukraine trong bàn khăn chinh kế tuần tưng ở rộng trăm tại cùng chúc đến tháng ngày xa xông một đồng hai mươi đồng tiết tư ảm rích tùm rộng tại ảm rích nâng xâm ra chất ai bởi này. Ta propon ở rốt cái tụng nếp này mình ảnh hợp hiệp khăn quần ná ai tết hà nâng thư phương ở Rússi càng thật bị bạ tục tôn cho môn đề Ukraine. Số phí xâm nô chưa đồng bông này trong trường biếp xua tất cả số phí thả ta hay là vây bàn chiếc bên này. Lúc bài đến bàn dù pro bằng chún rốt cái tùm nớp từ ai Ukraine bà. Bà nhá khi xong mình chạy bằng tạch thả rồi hôm ở đó bên này. Cho đó khai thị buôn hỏi đại Rússi chế liên biên mở lờ Ukraine. Hai bàn xâm lập chí vượt chân xì vật dự trạng mà nè. Tuy nhiên Ukraine miền bà màn bị học sắp tới mùa rồi nè. Khi nông mới thường ngày trở bàn xâm lập được nông xung kriêm chí mùi Rússi. Hai bà màn pram rồi nè rô rụt bùa chí riêng rốt ngày. Nhi bà tam bọt xung phí rồi bà lục Zelensky. Chí mùi xa bà miền Newsmax nơi nông tì cổng kiều. Bà nhà mùa hai cứ nơi trọng thả cả bạc bòn còn tò có căn tài trạng. Chí hẹt phương ở Ukraine nơi tài xa sông đỏ đá chưa đỏ đá. Nơi bà hết rô kè rồi dạy chùm ngài chứ ngái. Đã ạ bành bàn tràn cổ đài nông bê tài mũi. Miền đôi chìa bà hết rô kè âm bì rô chật sập âm LOS nâng âm mô rối xài sập bì hay mà. Bà hết rô kè rồi dạy chùm ngài chứ ngái cho nơi lộng đập cùng bùl tà ràng kê bằng phốt nơi sông na à vô rô bò tì cổ rộng kêu chì dù mọ hỏi. Khi nạ đại ca bà rô dụt bà chăng thường nâng con cổng lăng rô xí. Công bông bà mô bà đông nơi khăn đồng bòn phía kháng cát nơi bà tế. Chùm bù ca sông rô bò tì cổ rộng kêu trở bàn xoay tốp nửa ngày ông kia sắp ra ní. Đói lô bà thi nơi thập đầy ảm rích cho bài đến bàn đi dây thà. Lô bàn xâm ra chất nâng bình chung bà bò rô kẹt âm mô rối xài sập bì hai mát. Bà rộng tên cổ rộng xeo bàn kháng tiết tự chỉ mỗi cá chiến biên ở Belarusi. Cá dồi prom bắn chun propon missile tầm nước hàng lớn thật nơi cầm cảnh chập chấm nuôi vô thí miền tầm hôm tập rạp rạp pi rồi liên đà la Mỹ. Lục bài đến có ban sơ xe không ạt bọt mà tệ mui đại bản bắn chinh được không cá sai The New York Times thả sao ở Mỹ ban đó chấm nuôi chi à vứt nâng cầm bằng xéo đào prote Ukraine đâm bay chui bằng rừng chấm hoa và prote ní lời xin mời phụng. Số phí ở trong trong ai số phí lục ẩn bình tích ở tại tôn chủ môn đường ăn được hiếp này cổ bộ cái tùm nếp âm rồi sai số phí đi. Thật ta mưa tư vì mình ăn được hiếp khăn dạng ná. Hơi Rússi và hai chữ ai bị bạc tục tôn tế ở số phí nếp về đài ảm rích bình chún rô cái này tới Ukraine bạc. Bà nhà không xô mưa đồng lực thôi cổ bình tích môn đường chiên tự đo cao bắt đo nơi bộ bộ rô cái tùm nếp ní. Ảm rích lọc bàn bắt đo nơi sạp phí vụt tùm nếp chứ chẳng ưu rụi một hỏi. Đã miễn đôi chìa trốn ảnh thật khiết. Nâng cầm phương thông chữ đàn. Đó lại bà bọn rô cài tùm nợp âm rồi xài sạc bì hai mạng ní. Cứ chia sạc phía vụt mùi bà phết đại bàn bàn chùm ngái. Rô hô tập bây rôi tờ bà mùi km. Phịp khó khăn chùm bò rô bò âm LOS. Cứ chia bà bọn tạm đàn thuôn chiến. Đại phát tục cổ rô cài bì đón đôi tờ nâng hai mạng đại bàn bẹt đòi con phòng đại. Vì ai hai bàn thà chia rô cài bì khiết. Mùi đà ôi gran cầm phương tùm tưng rung chăm tiền giúp tăng ngày. Bà bọn này trở ai miên vật chùm nuốt bày nẹ. Nhẹ bạc bó, nhẹ càng cảm lớn, nâng mi bình chia ca đại ổng côi nơi khốn nông cạp viên rột dũng, nơi bê đại cổ rộp rô ca trở bàn bàn bằng học. Âm rồi xài xa bí, miên xa mặt tập hiếp bàn cầm chú rùi tùm ngôn mùi kết biệt bàm bí táo đã hào thà Army Tactical Missile, rư ATACMS, hai bàn tọa bí tù bàn bà bàn rô ca tùm nếp ní, vì cứ ai chỉ cái đây xung khớp càng ta trả ấn, đòi ôi cả ánh, khốn nông ca bà chàng chìm mùi ca vì lúc rô bọc ở Rô Sì bà nhẹ. Số phí xâm nua trong cổ rào dù rô bọc trong nít trong xu tư càng số phí, ha, ta ở Rô Sì nâng trai tọp dàng na, chồng bố cạp bình chú nô rô ca tùm nếp tại ai Ukraine bên đi bà. Cả rì côn cư bật chì miến, vị miên cổ rộng lăng bàn chọt bọc căn, tì cổ rộng và xe tàu thà bàn cổng bông chạc bệnh tờ lơ phương. Hai cơ bản bổ miền thuôn thuôn từ cơ rộng và sinh tốn, chú bố ca lục đầy mốc chiếc chiếc nơi khổng sống kìa mùi này. Nhẹ nông biện vì miền cơm lăng lục Dimitri Pakao bàn bạp nẹ xa bổ miền thà. Dương chưa chạy thà xa rõ ẩm rích cầm bụng bàn thaym bệnh mà lưu phương đào chiếc thà. Đào bàn thaym thà cạp cột cùng bạp ní, mình lưu từ chất đồng mê đựng nông bảo Ukraine ở bàn to ca cho cha xoan được phít mùi tì. Ca bổ miền bạp ní cư sở bê đà rô xì cầm bụng phơ xong mà dụt vô thi dàng thông mũi nơi phía ế xa tí cơ rộng mù sku. Bà tạm tiếp nhận nghe xa bà rộng miền Interfax, bạn đọc xong xong đầy một trời chọn cấp bùa cổ xung cao bì chì rô xì thả. Còn cầm lăng nơi khí lệ ra bà rô xí, cầm bông thơ xong một dụt nơi khí nông khát Ivanovo, cổ xung cao bì chì cơ bản ở đăng phòng đài thả. Bà chạy bón cầm bông miền tì hình một bò nẹ thơ xong một dụt trung trì thống,
ដោយប្រើប្រាស់យានយន្តជាង 100 គ្រឿងរួមទាំងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកឆ្លងវីបប្រភេទ Yus ផងដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានលើកសរសើរខ្លួនឯងដែលបានវាយរញច្រានទាហានរុស្ស៊ីនៅលើកូនកោះពស់នៅសមុទ្រខ្មៅតាមមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រចាំភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញទាហានរុស្ស៊ីដែលប្រចាំការនៅលើកោះពស់កោះយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រខ្មៅគឺបានចាក់ចេញពីកោះជាមួយនឹងទូកចម្បាំង 2 គ្រឿង ដោយបានសល់ទុកនៅអណ្ដាតភ្លើងឆេះហើយនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅចុងខែកុម្ភៈកោះពស់គឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធមិនចុះចាញ់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទាហានអ៊ុយក្រែនមួយក្តាប់តូចដែលប្រចាំការនៅលើកោះពស់ ធ្លាប់បានបដិសេធដាច់អាហង្ការមិនទម្លាក់អាវុធហើយបានស្រែកប្រាប់ឲ្យទាហានរុស្ស៊ីទៅស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានវាយសង្គ្រោះចូលគ្រប់គ្រងកោះពស់ហើយនឹងបានចាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនោះជាចំណាប់ខ្មាំងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលហើយនិងប្រព័ន្ធខ្សែមីស៊ីលនៅលើកោះពស់ដែលជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រខ្មៅគឺដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងរារាំងមិន
ដែលបានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅលើកោះពស់សម្រាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញពីកោះពស់ក៏ព្រោះតែលែងអាចទ្រាំទ្រទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតទៅទៀត កងទ័ពរុស្ស៊ីវិញបានអះអាងថាបានដកខ្លួនចេញពីទីតាំងកោះពស់នៅបន្ទាប់ពីបានសម្រេចតាមគោលដៅដែលខ្លួនចង់បាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរៀបរាប់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដកចេញពីកោះពស់គឺនៅក្នុងបំណងល្អដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីគឺមិនដាក់ជើងរាទឹកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ដឹកនាំចេញនៅសូវសេរីចេញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននៅសមុទ